đánh đó. Solomon rất hay, không có cơ hội để phòng thủ. Palinan Erimay. Hơi tiếc bị dẫn điểm, nhưng nhìn chung Pemaster đang tuân thủ được đấu pháp của mình và chơi phòng thủ trên lưới tương đối tốt. Hay và trận đôi thành công. Rất hay. Bên phía Kurabenka đã cắm thẳng xuống sân. Bước một về lối chơi của đội bóng này. Những cầu còn lại ở phía trên đang trông chờ nhiều. Vẫn là Alisa Solomon. Achukina phát bóng. Phát bóng tốt. Rất uy lực. Chuyền bóng rất hay. Solomon thực hiện một pha chuyền bóng để cho Elisa. Tiếp tục là pha tấn công của Nesterova. Rất mạnh. Solomon cũng có. Vâng, bóng đã trúng vào đầu của Solomon và bật ra ngoài. Không kịp rồi. Vừa rồi liên tiếp những tình huống chuyền bóng ra vị trí số 4. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc rượt đuổi tỷ số. Chiến thuật thay vì chuyền bóng ra số 3. Kéo lên 7 điểm là không dễ anh Tuấn ạ. Chắn bóng thành công. Phòng thủ quá hay. Phát bóng tấn công vào vị trí của Nesterova. Rất dễ. Rất xuất sắc. Chúng ta vừa được thấy pha bóng của Zakharova. Rất uy lực. Tiếp tục. Bước một rất êm. Bây giờ là Solomon. Vẫn là Solomon. Hướng đánh bóng đã hoàn toàn bị bắt bài. Chủ động. Vẫn lại là Nesterova vượt qua được tay chắn của đối phương. Đập bóng rất uy lực và tiếp tục là câu lạc bộ Kurabenka. Liệu có điểm quyết định không? Bỏ nhỏ thành công.